Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, đây là số đối thoại thứ 5 chúng tôi bàn về một chủ đề mà có lẽ là trong tuần vừa qua khi mà chúng tôi phát sóng chương trình thì lại tiếp tục nhận được nhiều ý kiến quan tâm của quý vị khán giả. Đó là câu chuyện Việt Nam hóa hổ. Chúng ta có thể hóa hổ được không? Mục tiêu hóa hổ đó sẽ được hiện thực trong bao nhiêu năm? Và chúng ta sẽ dùng lực lượng nào? Ai có thể làm nên câu chuyện thần kỳ đó? Những cách thức giúp chúng ta có thể hóa hổ? Thì ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục cùng các khách mời ở những vị trí công việc khác nhau, những kinh nghiệm khác nhau được cùng chia sẻ góc nhìn về câu chuyện Việt Nam hóa hổ được hay không và hóa hổ bằng cách nào. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Đào Huy Giám, Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam. Bà Đỗ Thị Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc KPMG. Nhà nghiên cứu Nguyễn Vi Khải, Phó Viện trưởng Viện những vấn đề phát triển GIDS. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và cùng chúng tôi thảo luận về một chủ đề với rất nhiều góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất là mong được nhận những cái ý kiến, những góc nhìn của các khách mời ở những vị trí công việc, ở những kinh nghiệm của mình liên quan đến việc là Việt Nam có hóa hổ được không. Thì trước khi mà chúng ta bàn tiếp về chủ đề này thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Nếu như là chúng ta đặt mục tiêu là sau 20 năm nữa, tới năm 2035, như là cái dự án của Ngân hàng Thế giới đã cùng với Chính phủ Việt Nam xây dựng, chúng ta trở thành một cái nước có thu nhập trung bình, có thể tạm coi là hóa hổ, thì ngay từ bây giờ tất cả những vấn đề đặt ra đối với chúng ta đều phải được thực hiện một cách hết sức khẩn trương. Trước hết là thể chế, mà trong thể chế thì có hệ thống luật pháp cũng như là có tổ chức bộ máy của một cái xã hội, của một nhà nước. Đồng thời là chúng ta phải đưa khoa học công nghệ, thực sự nó phải là động lực phát triển cho cái giai đoạn này. Bởi vì không nước đất nước nào hóa rồng hóa hổ như là các nước như là Hàn Quốc hay là Singapore mà lại không coi trọng phát triển khoa học công nghệ. Bởi vì khoa học công nghệ nó giúp cho năng suất lao động của xã hội tăng lên rất nhanh. Cái giá trị gia tăng của nền kinh tế cũng như tốc độ tăng trưởng sẽ phát triển rất nhanh. Mà không một cái... có thể nói là không một lĩnh vực nào khác có thể cạnh tranh được với khoa học công nghệ. Đối với báo cáo Việt Nam 2035 ấy, thì cái mức cao nhất như trong báo cáo đưa ra là Việt Nam có thể trở thành một nước thu nhập trung bình ở ngưỡng cao vào năm 2035 với mức thu nhập bình quân đầu người 22.000 đô la Mỹ tính theo sức mua tương đương PPP. Nếu mà theo GDP bình quân đầu người bình thường như chúng ta vẫn hiểu, như mức của Việt Nam hiện nay là khoảng 2.600 đấy, thì vào đến năm 25 chúng ta có thể đạt được vào mức độ khoảng 8.000 đô la một đầu người, tức là ở ngưỡng thu nhập trung bình cao. Thế thôi, chứ còn từ ngưỡng thu nhập trung bình cao thì trong báo cáo đó cũng đề cập tới khả năng là Việt Nam tiếp tục cải cách mạnh hơn, tiếp tục cố gắng hơn nữa thì trong vòng độ 10-15 năm tới nữa thì có thể nghĩ đến chuyện là vượt qua giai đoạn thu nhập trung bình và bước vào ngưỡng giàu. Thế như vậy là lạc quan nhất thì cũng phải đến năm 45 trở ra, nghĩa là sau 100 năm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hình thành thì chúng ta mới có thể nghĩ đến chuyện đó. Trong báo cáo Việt Nam 2035, khi mà chúng tôi thảo luận với nhau là có cái gì có thể đột phá để cho Việt Nam vượt lên hay không, thì mọi người đều nói là có hai nhân tố quan trọng nhất. Một là thể chế. Cái nhân tố thứ hai cũng quan trọng không kém là công nghệ, nhưng gắn cùng với công nghệ là con người. Thì mình không cần phải phân biệt là kinh tế tư nhân hay kinh tế nhà nước, mà đúng như ông Quân nói là cái năng lực của cái thể chế đấy nó có thúc đẩy thực sự không, nó có tạo ra được cái động lực để mà cho các bên phát triển hay không. Song song cùng với đấy thì nó có thêm một yếu tố vô cùng quan trọng nữa, đó là yếu tố về nguồn nhân lực. 20 năm trước đây thì khoa học công nghệ của Hàn Quốc nó cũng chưa có gì là ghê gớm, nhưng mà ở đó nó có những cái nhân lực chất lượng cao rất là tốt, họ được đào tạo, họ được thúc đẩy và họ được chuyên sâu, họ tạo được động lực để mà phát triển. Thì song song cùng với đấy nữa thì chúng ta có được những cái chiến lược về kinh tế, về cái nguồn dòng vốn dài hạn. Đó là Việt Nam hiện nay thì hầu hết những cái dòng tiền và hầu hết những cái nguồn đầu tư thì chỉ dừng lại ở ngắn hạn và trung hạn.
Vâng, thưa các khách mời, chúng tôi tổ chức chương trình đối thoại này là buổi thứ 5 ạ. Và trong 4 số đối thoại trước, các khách mời đã có những góc tiếp cận rất là khác nhau về việc là Việt Nam có thể hóa hổ, có thể trở thành một con hổ mới của châu Á được hay không. Thì ngày hôm nay dưới góc nhìn của 3 khách mời, các khách mời có thể chia sẻ về câu chuyện hóa hổ, hóa rồng của chúng ta là một vấn đề mà được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc tới khá nhiều diễn đàn gần đây. Thì các khách mời nhìn nhận thế nào về vấn đề này ạ? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Khải ạ. Đây là một câu chuyện hoàn toàn rất là dài đối với đất nước chúng ta. Thế bởi vì quá khứ tôi được biết là từ cách đây hơn 20 năm, vấn đề con rồng, con hổ mà từ bốn cái nước ních người ta cũng đã đặt vấn đề ra rồi. Và lúc đó thì Việt Nam chúng ta đang ở trong cái tầm phát triển là tốc độ tăng trưởng khá cao ở những năm 95, 96 đấy. Tức là lúc đó là GDP của chúng ta tốc độ tăng trưởng tới 9,5%. Và có đồng chí ở Bộ Chính trị, một trong tứ trụ triều đình của chúng ta, có hỏi chúng tôi, lúc đó tôi làm việc ở Viện Nghiên cứu Mác Lênin, thì hỏi rằng liệu chúng ta có thể vượt qua được cái con số 9,5 không, để lên thành hai con số như 13-15% ở Trung Quốc không? Tôi cũng băn khoăn cho rằng là câu hỏi này có lẽ là cũng cần phải suy nghĩ. Và chúng tôi trả lời rằng có lẽ khó, bởi vì chúng ta đang ở trong một thời kỳ mà chuyển đổi từ cái kinh tế bao cấp quan liêu sang cái kế hoạch từ cái kế hoạch hóa bao cấp quan liêu sang đến cái kinh tế thị trường, nó không đơn giản một chút nào. Và tôi nói thẳng rằng khó mà được vượt qua được hai con số. Mà mặc dù lúc đó đã có những cái tài liệu nói rất rõ rằng sau bốn con hổ Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore thì Việt Nam sẽ là con hổ thứ năm. Tôi nhớ được là cái điều này, một cái điều mà hy vọng của những người nghiên cứu, hy vọng của dân và cũng mong rằng là sẽ được như thế. Nhưng rất tiếc sau 20 năm, 30 năm đổi mới thì cái này đến nay nó trở thành một con dấu hỏi, một dấu hỏi rất lớn. Có lẽ còn nhiều vấn đề mà xin được chia sẻ cùng với các đồng nghiệp ở đây. Vâng. Nhưng mà thời gian gần đây thì chúng ta lại nhắc lại, lại quay lại với câu chuyện này với những cái nền tảng, những cái mục tiêu về kinh tế mà chúng ta đã đạt được. Thì có lẽ là chúng ta bắt đầu có thể quay lại và nghĩ cách là làm thế nào chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu đó không ạ? Hai cách mà còn lại nghĩ thế nào? Ông Giang nghĩ thế nào? Đúng cũng như tâm trạng của anh Khải. Năm 95, 96 nhiều người hỏi chúng tôi về cái tốc độ tăng trưởng. Chúng tôi cũng ý thức được một việc này, tức là thứ nhất là tăng trưởng cao là một nhân tố. Nhưng đấy là hình thức. Có những nhân tố tăng trưởng về chất lượng, ví dụ chất lượng giáo dục. Và căn bản hơn nữa là nhân tố văn hóa, nhân tố giáo dục, nhân tố con người. Thế rồi là có những nhân tố mà khác nữa, ví dụ như là những vấn đề về quy hoạch, về môi trường. Như giao thông hiện nay của chúng ta là nhân tố kìm hãm cho tăng trưởng. Ô nhiễm là nhân tố kìm hãm tăng trưởng. Tôi lấy ví dụ như là trong cái quá trình tôi được tiếp thu các kiến thức từ bên ngoài, có những dấu mốc chẳng hạn như là năm 95 người ta nói rằng bỏ 1 đồng vào đào tạo thì sẽ lãi được 4 đồng. Đến năm 2005 thì người ta lại nói rằng bỏ 1 đồng vào đào tạo lãi được là 10 đồng. Và thậm chí có nghiên cứu cái đây khoảng chừng 5-7 năm thôi, lại nói rằng lãi được 100 đồng. Hay trước kia người ta nói rằng bỏ 1 đồng vào cứu vãn chuyện môi trường thì anh tránh được tốn phí 4-5 đồng về sau này. Nhưng bây giờ con số nó là 10 đồng, 20 đồng. Nếu chúng ta không bảo vệ về môi trường, về phát triển. Và quy tụ trở lại, tôi nói ví dụ để phát triển kinh tế theo con số cụ thể, thì sau 40 năm phát triển kinh tế Singapore, ông Lý Quang Diệu đã đưa đất nước Singapore phát triển lên cái mức là 450.000 đô la đầu người. Nhưng ông nói rằng chúng ta cần đến 50 năm nữa để đạt được trình độ văn hóa của các nước châu Âu. Cho nên tôi vui mừng hiện nay thấy rằng chúng ta nói về tăng trưởng, nhưng không chỉ nói về tăng trưởng số lượng, mà chúng ta có cơ hội duy trì tăng trưởng xung quanh mức 7%. Và nếu như lấy như trường hợp của Malaysia, sau 25 năm phát triển với tốc độ trung bình 7,5-8%, thì Malaysia được coi là một con rồng hay một con hổ. Chúng ta phải đứng trước một cơ hội duy trì được tốc độ tăng trưởng tương đối bền vững đó. Và nếu như duy trì được khoảng độ 10-20 năm, chúng ta có thể biến thành một con hổ rồng, một con hổ. Mà đặc biệt là còn có thể tốt hơn là chúng ta tránh được những nhân tố như là quá đầu tư vào những ngành công nghiệp nặng mà rất tốn kém, mà thậm chí gây ô nhiễm môi trường, giải quyết những vấn đề đào tạo. Tôi cho rằng chúng ta có cơ sở để làm điều đó. Thứ nhất là chúng ta một là muốn phát triển thì phải có chính cái đường đi, nó phải đúng. Chúng ta đang hướng cây con tàu phát triển về hướng mục tiêu đúng, mặc dù có những nhân tố rất đáng lo ngại, ví dụ như là chi tiêu ngân sách trong 2 tháng đầu năm là 83% là chi tiêu thường xuyên
mà chỉ có 17% là chi tiêu cho đầu tư dài hạn chẳng hạn. Nhưng đấy là một hiện tượng của một tháng, hai tháng. Còn chính phủ và nhân dân đều nhận ra điều đó rồi. Đây điểm thứ nhất. Cái thứ hai là phải người tài. Thì ở tất cả các nơi đang xuất hiện những nhân tố người tài. Và tôi rất vui mừng thấy rằng sau 25-30 năm hội nhập, hiện nay ví dụ như là tiếp cận về thông tin, tự đào tạo, nói thạo ngoại ngữ, biết nhiều chuyên môn cùng một lúc đang rất phổ biến ở đội ngũ lãnh đạo các doanh nghiệp. Đấy là nhân tố xuất hiện ra những người tài. Cái thứ ba là kỷ cương. Thì phải nói rằng trong những năm qua kỷ cương chúng ta xuất hiện rất nhiều mặt yếu. Nhưng vấn đề kỷ cương đang được cả xã hội đặt ra, và đặc biệt Đảng, Chính phủ và các thể chế đặt ra rất nghiêm túc. Và cái thứ hai yếu tố nữa đó là thiên thời địa lợi. Thì vị trí địa lợi không có gì phải nói nữa rồi. Với một cái mục tiêu cụ thể là trong khoảng từ 5 năm nữa đến 10, 12 năm nữa, chúng ta hình thành một cái bộ mặt đất nước là đất nước ta đàng hoàng hơn, hay là một con hổ rồng, một con hổ mới. 5 năm đến 10 năm nữa. 5 đến 10, 12 năm nữa. Vâng, khác hoàn toàn với cả con số mà các khách mời đưa ra, các số trước của chúng tôi. Thậm chí 20 năm chưa chắc là chúng ta đã đạt được mục tiêu của chúng ta theo như kế hoạch 2015-2035. Bà Hà nghĩ thế nào? Nếu mà chúng ta có được một kế hoạch rất là cụ thể và được một cái sự cam kết không chỉ bằng lời nói mà bằng các kế hoạch, các hành động và cái sự chỉ đạo cụ thể, kiên quyết, quyết liệt của chính phủ, thì chúng tôi nghĩ là lúc đó cái cách mà làm thế nào trở thành ấy, nó mới có thể đi thành hiện thực. Và làm thế nào đó ấy, thì chúng tôi nghĩ là nó sẽ quay quanh một số các vấn đề mà hiện tại cũng đang là những cái điểm rất là nóng của nền kinh tế cũng như của xã hội bây giờ. Việc đầu tiên chắc chắn đấy là chúng ta sẽ phải có những cởi mở rất là mạnh và cải tiến rất là tốt liên quan đến các chính sách. Làm thế nào đó để thúc đẩy cái tăng trưởng và cái sự gia nhập của kinh tế tư nhân vào trong nền kinh tế. Điểm thứ hai là giáo dục và đào tạo. Chúng ta không thể làm gì được nếu như chúng ta không có một cái nền giáo dục tốt. Tất nhiên là trong cái phạm vi cuộc nói chuyện hôm nay thì hy vọng chúng ta sẽ có thời gian có thể quay lại được vấn đề này, vì chắc là cùng với cả chúng tôi đây nhiều người, các anh Giám rồi anh Khải cũng nghĩ rằng là cái vấn đề giáo dục là một vấn đề rất là nóng của xã hội bây giờ. Tiếp đến là cơ sở hạ tầng chẳng hạn. Chúng ta đã làm gì, chúng ta có những chính sách gì để thúc đẩy các chính sách như là hợp tác công tư. Hợp tác công tư lần đầu tiên được đưa ra là quyết định 71 năm 2010. Và đến bây giờ sau 8 năm chúng ta đã làm được gì ở cái lĩnh vực này? Hầu như rất ít, hầu như chưa kêu gọi được cái nguồn lực của kinh tế tư nhân bao gồm là trong nước và nước ngoài để tham gia vào các dự án hợp tác công tư để phát triển về cơ sở hạ tầng. Có nhiều, rất nhiều các cái lĩnh vực và các cái điểm khác nằm trong cái kế hoạch rằng là làm nào chúng ta sẽ có một kế hoạch cụ thể và có cái sự cam kết rất là mạnh của chính phủ đứng đằng sau để giúp chúng ta thực hiện được từng mốc trong con đường 10 năm, 20 năm, 30 năm để tiến đến việc là Việt Nam hóa thành một con hổ. Cảm ơn chị. Tôi xin phép bổ sung ý chị Hà chỗ này. Dạ. Chị Hà nói về đào tạo và dạ, cái chất lượng giáo dục. Vâng. Thì chúng ta đây ai cũng đồng tình. Vâng. Nhưng có mỗi cách tiếp cận có thể khác nhau một chút. Dạ. Tôi lấy ví dụ như là ai cũng nhìn là chất lượng giáo dục là nhìn vào các trường học, các trường đào tạo. Tôi cho rằng là giáo dục và đào tạo có hai kết cấu thành. Vâng. Một cấu thành là học ở nhà trường. Một cấu thành thứ hai là học trong quá trình làm việc, học suốt đời. Ừ. Hiện nay trên đây ý chị Hà nói rằng chúng ta phải làm sao phải mở hơn nữa. Theo tôi thì cái mở hiện nay chúng ta là cách mở, chất lượng mở, phương thức phối hợp trong khi mở. Ừ. Chứ chúng ta có một nền kinh tế, một nền xã hội có rất nhiều yếu tố chúng ta mở ở mức độ cao so với các nước trên thế giới. Do vậy thì cái phương thức, cách thức để nâng cao chất lượng là quan trọng. Cho nên tôi lại không được hài lòng lắm về chất lượng giáo dục ở tại nhà trường. Ừ. Nhưng tôi lại rất hài lòng về chất lượng con người ta tự giáo dục, tự đào tạo, tự trang bị cho mình. Và tôi nhìn thấy cái yếu tố tư nhân, cái cấu thành thứ hai này, nó đang là động lực còn quan trọng hơn, mạnh mẽ hơn. Cái việc là cần đến 1-2 thập kỷ nữa để có một trường đại học trong số top 100, 200, 300 thì đấy ở trên thế giới hay ở châu Á. Nhưng mà cái sự tự vận động của con người chúng ta, kể cả các chủ doanh nghiệp. Bây giờ chúng ta nhìn thấy bên ngoài đường mà tôi tiếp xúc rất nhiều anh chị em có 2-3 bằng, nói 2-3 ngoại ngữ. Và đồng thời đã trải qua nhiều kinh nghiệm công tác. Trong số đó không phải tất cả, nhưng một tỷ lệ không nhỏ là đã trở thành những người tài và người giỏi. Đấy là nhân tố có thể đem lại được. Với các bạn khác tôi xin góp ý thêm sau. Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến chị Hà nói một cái điều mà có thể nói cái gần như là một cái bí quyết của những cái con rồng này. Mà khi tôi tiếp cận với những cái thông tin
về những cái nước con rồng ấy, mà đặc biệt là ngay là Đài Loan. Bí quyết của Đài Loan trở thành con rồng chỉ có hai điều thôi. Điều thứ nhất là mở trường, điều thứ hai là mở đường, bởi vì Đài Loan lúc đó nó còn hoang vu lắm. Và đường, con đường chính là cái hạ tầng vật chất, nhưng nhà trường chính là cái hạ tầng văn hóa. Mà chúng ta lại đang ở trong một cái thời điểm mà chúng ta đang có rất nhiều cái lộn xộn về cái hạ tầng văn hóa và cái hạ tầng cơ sở này. Tôi, các anh nói đến Hàn Quốc và chị Hà cũng nói đến Hàn Quốc, nói đến Singapore, thì tôi xin mở ngoặc thêm một cái chi tiết về Hàn Quốc. Hàn Quốc không khác gì chúng ta, và đặc biệt Hàn Quốc cũng là một đất nước chia cắt kiểu như chúng ta. Tôi thấy Hàn Quốc giống Việt Nam hơn ba con rồng kia ở chỗ về hoàn cảnh địa lý và nền văn hóa. Thì Hàn Quốc từ năm 1960 có 87 đô la đầu người, cho đến năm 88, tức là gần 30 năm, Hàn Quốc đã đạt tới con số gần 9.000 đô la, tức là tăng 100 lần, tức là vượt qua 100 lần. Trong đó của ta từ 100 đô la cách đây 15 năm, và đến bây giờ chúng ta lại chỉ được có 2.000 đô la. 100 đô la năm 90 anh. À, hoặc là từ 200 đô la mà cho lên đến đây, tức là chúng ta chỉ tăng lên có 10-15 lần thôi, trong người ta tăng lên 100 lần. Đó chính là những vấn đề đáng phải suy nghĩ khi mà hạ tầng văn hóa, hạ tầng về mặt vật chất của chúng ta đang có rất nhiều cái thứ lộn xộn. Mở trường, mở đường thì nó cũng tương tự như câu chuyện về giáo dục, câu chuyện về cơ sở hạ tầng, đúng không? Chúng ta có thể nói sâu hơn một chút về cái câu chuyện cơ sở hạ tầng, đúng không ạ? Tức là góc nhiều các khách mời về cái việc chúng ta phát triển cơ sở tầng hiện nay như thế nào để giúp chúng ta có thể có những cái bước tiến hoặc những cái bước thay đổi đột phá như vậy. Tôi tiếp ý của anh Khải, tôi nói này, thực ra tôi mà anh Khải nói rất đúng, nhưng mà tôi cho là bổ sung thêm nữa thì nó rõ hơn. Đó là thứ nhất ấy, là hạ tầng cứng ấy, thì chúng ta có đường, trong đó có đường bộ, đường sắt, đường không, các loại giao thông. Cái thứ hai mà nói là loại giao thông vô hình, đó là trường học, đó là thông tin liên lạc, đó là trao đổi thông tin, đó là những yếu tố vô hình như cả quản lý hay là internet, vân vân. Thì không chỉ bây giờ mà cả vài ba chục năm trước, những cái đồng nghiệp cùng với tôi có vị trí thì chúng tôi trao đổi với nhau cũng đã nói rồi, phát triển một tỉnh chẳng hạn, thì đó chính là mở các yếu tố giao thông đó. Và ta cái hình dung bây giờ cái chỗ nào có giao thông, có đường, có điện, có trường trạm là tự dưng giá nó đắt lên gấp 5, gấp 10, thậm chí gấp 100, gấp 1.000 lần so với điểm hoang vu trước kia. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu mà các anh chị nói về con số cụ thể thì tôi đã nói rồi là bây giờ tôi rất mừng là nhiều vị lãnh đạo và nhân dân đã ý thức được, không những chỉ phát triển tính theo con số về mặt bao nhiêu tiền mà còn là có yếu tố chất lượng trong đó. Thế nhưng tôi có thể tin tưởng mà nói rằng nếu mà nhìn mục tiêu 30 năm, 20 năm nó dài quá. Nhưng mà nếu mà còn con số toán học ấy, thì giả sử anh tăng trưởng là chỉ 7% một năm thôi. Chưa đến 7%. Giả sử 7%. Hiện nay mới có 6,81%. 6,81% thì coi là 7% là dễ tính. Cao đấy, so với những năm gần đây. Nó dễ tính thì nó chỉ mất 8 năm là gấp đôi với cái nhân lũy tín. Thế nhưng mà trong thực tế thì nó còn một số yếu tố nào khác tác động nữa. Thế cho nên là thường là cứ phải 7 năm là nó sẽ tăng lên gấp đôi. Và nếu chúng ta nhìn lại trong thời gian qua là từ 289 đô la Mỹ năm 1995 đến nay là 23 năm, coi như 3 lần 7, thì chúng ta lên 2.500 là chúng ta tăng tương đối chậm. Chứ nếu chúng ta duy trì được cái mức mà 7 năm lên nhân gấp đôi thì tôi hình dung năm 2025 ấy, chúng ta sẽ có đâu đó ở mức 4.500-5.000. Và năm 2030 ấy, là lại lấy cái số đó nhân với khoảng độ 1.6-1.7 nữa. Thì cái mức mà Thủ tướng mong muốn 5.000 hay là 7.000 ấy, cũng chỉ trong khoảng gần đến năm 2030 là chúng ta có thể đạt được cái mức thu nhập đầu người đó. Nhưng quan trọng hơn, nếu chú trọng đến những nhân tố chúng ta vừa nói, giáo dục, văn hóa con người. Tôi cho rằng hiện nay rất nhiều điểm văn hóa chúng ta chưa có tính hệ thống. Chẳng hạn như là cách ứng xử giữa con người với nhau, giữa hàng xóm láng giềng với nhau, hiện nay là khủng hoảng về cách ứng xử. Chẳng hạn tôi nói thực là này, hiện nay là rất có nhiều hủ tục mà có lúc tôi đề nghị, chứ biết có ai là nêu vấn đề lên, như là chúng ta đã bỏ pháo, bỏ đội mũ, chấp nhận là đội mũ khi đi xe máy ngoài đường. Cá nhân tôi đề nghị với một số anh em rồi, nhưng việc rất đơn giản. Chẳng hạn tang lễ này chúng ta rất cầu kỳ, rất tốn kém mà không hiện đại cũng như là không văn minh. Nếu như một cái bộ như Bộ Văn hóa đưa ra một cái chuẩn gợi ý thôi, tôi đề nghị mọi người thử tham khảo cái cách rằng nếu như tổ chức lễ tang theo cách thức như thế này, với cái nghi lễ như thế kia, băng tan đen hay là một bằng hay vành khăn trắng thôi, chứ không phải rất áo xô rồi gậy rồi mũ rơm, cũng như thế đám cưới. Anh có thể đưa ra một cái chuẩn một đám cưới mất độ 3 đến 5 năm, dần dần người ta sẽ vận dụng như yếu tố đó,
thành xã hội, thành chung trong xã hội. Nhưng tóm lại quay trở lại phát triển thì tôi cho rằng là tôi vẫn có thể đưa ra một số cụ thể rằng tôi cho rằng đến năm 2025-26 chúng ta sẽ có thu nhập được đến mức 4.500-5.000 đầu người làm theo pháp tính vừa nói, và có thể đến trên 6.000 vào năm 2030. Những đấy mới là chỉ tiêu bề mặt, chỉ tiêu quan trọng là yếu tố về con người, về văn hóa thành và nếp sống, đặc biệt trong quản lý là sự phối hợp giữa các cấu thành trong hệ thống xã hội với nhau. Thì đấy là thước đo của sự phát triển và sẽ đem lại hiệu quả cao cho sự phát triển. Chúng ta hy vọng là năm 2030 chúng ta có thể đạt được một mức là 5.000 như là Thủ tướng mong muốn, thu nhập bình quân. Tuy nhiên là có lẽ chúng ta luôn luôn phải đặt câu hỏi là vậy vào cái thời điểm đó ấy, thì các nước láng giềng của chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ không nên so sánh với cả Singapore. Bởi vì Singapore thì đã được xếp làm hàng nước đã rất là phát triển rồi. Nhưng đối với các hàng xóm của chúng ta thì sao? Thái Lan, Malaysia, Indonesia, thậm chí cả Philippines đi. Lúc đó họ sẽ ở một cái điểm như thế nào? Vì có lẽ là nếu mà mình so với mình thì nó có thể luôn có một cái sự tăng trưởng. Nhưng nếu mà so với cả các cái khu vực xung quanh ấy. Và vì thế nên tôi muốn quay lại một chút là về cái việc là cái sự phát triển không những chỉ là về cái mức độ con số như anh Giám có nói, mà nó phải đi vào chất lượng. Và chúng ta quay trở lại từ nãy giờ thì tôi thấy là cả anh Giám lẫn anh Khải đều nói rất nhấn mạnh về hai cái điểm. Và cả chị và Phương Chi dẫn chương trình cũng nói là vấn đề giáo dục và cơ sở hạ tầng. Cái vấn đề giáo dục ở đây ấy, và anh Giám có đặt vấn đề là, rồi anh Khải cũng nói là bây giờ xã hội thì nó có rất nhiều các cái gọi là khủng hoảng lòng tin, rồi tư cách đạo đức và vân vân. Có lẽ câu chuyện này chúng ta vẫn sẽ phải chỉ quay lại về nhà trường thôi ạ. Thật ra chúng ta hãy nhìn xem là khi chúng ta gửi con em của chúng ta đến trường ấy, thì chúng ta đã làm gì cho cái đội ngũ mà hàng ngày đứng trên bục giảng giảng dạy con cái chúng ta. Chúng ta đã làm gì liên quan đến các cơ sở vật chất để con cái chúng ta có thể ngồi học. Sáng ngày hôm nay khi tôi mở Facebook ra thì việc đầu tiên là có một cái anh nhà báo. Anh ấy là một người mà tôi rất là hay quan tâm. Và anh ấy có đưa ra một cái đoạn video rất là ngắn. Anh lên một cái trường ở trên Hà Giang. Và anh quay là các con là ăn cơm không có thịt, chiến miên. Đi học vì trường thì không được, chỉ tính là nội trú nên cũng không được nhà nước tài trợ thêm. Chẳng hạn những cái, đây là một cái ví dụ rất là nhỏ thôi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta không có những cái biện pháp cải cách thực sự sâu rộng, và cái cải cách quan trọng nhất ý, là nâng cao chất lượng cái đội ngũ giảng dạy, thì chúng ta nghĩ là có thể các vấn đề, rồi các kế hoạch, các mong ước vẫn đề ra nhưng sẽ rất là khó. Hãy thử nhìn xem một cái chuyện rất là đơn giản nữa. Bao nhiêu phần trăm của người Việt Nam hiện tại có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Anh một cách thoải mái? Trong thế giới ngày nay gọi là thế giới phẳng rồi, cái việc giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Anh là một cái việc hết sức bình thường. Tại sao đến giờ phút này nền giáo dục Việt Nam so với các nước ở Đông Nam Á chỉ đứng trên Lào và Campuchia? Chúng ta cần phải làm gì để thay đổi những cái việc đó? Và điểm thứ hai cũng quay lại về cơ sở hạ tầng thôi. Cơ sở hạ tầng thì chúng ta cũng biết, cho đến giờ phút này chúng tôi hiểu là gần đây thì Quốc hội đã thông qua và Bộ Giao thông Vận tải đang làm đề án để xây dựng đường cao tốc Bắc Nam. Và đây là một cái dự án rất là quan trọng. Và thực sự thì chúng tôi nghĩ là có lẽ là đường cao tốc Bắc Nam là một cái công trình tối thiểu mà bất cứ một đất nước nào nên phải có. Nhưng cho đến giờ chúng ta vẫn chưa có, đúng không ạ? Vậy thì quay trở lại, cũng như câu của anh nói, có xây trường và xây đường vẫn là hai cái điểm chính, để hy vọng nó sẽ là một trong những cái then chốt cho việc trong cái kế hoạch phát triển để giúp Việt Nam trở thành con rồng và con hổ. Tán thành ý kiến của chị ở cái điều là rất nhiều câu hỏi tại sao. Vâng. Và chính vì thế cho nên là tôi xin phép được nói dưới góc độ của một cái cơ quan mà chúng tôi nghiên cứu, tức là những vấn đề về lý luận phát triển. Đạ. Và có lẽ phần nào đó xin được chia sẻ về cái nguyên nhân của vấn đề. Thực trạng thì rõ ràng là rất nhiều. Văn hóa, giáo dục, y tế, rồi là môi trường, rồi là kể cả điều hành. Thì tôi cho rằng nó có một vấn đề về nguyên nhân của nguyên nhân. Đấy là nhận thức, quan điểm về công nghiệp hóa để trở thành rồng, hoặc là về hiện đại hóa. Và giữa công nghiệp hóa và hiện đại hóa là khác nhau. Nhưng trong nghị quyết văn bản của Đảng ta có một thời kỳ đồng nhất công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
là như vậy là cũng không chuẩn rồi. Đặc biệt là cái nguyên nhân của nguyên nhân, tôi cho rằng nó có một vấn đề về cái việc khi chúng ta nhận thức rằng cái công nghiệp hóa ấy, người ta chỉ thiên về cái gọi là trang thiết bị rồi đổi mới máy móc và là kỹ thuật thôi. Nhưng đằng sau đó nó còn hai vấn đề rất lớn của cái quá trình công nghiệp hóa thành dòng ấy là gì? Là vấn đề về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, và cái thứ ba là chuyển đổi, chuyển biến về mặt văn hóa xã hội. Ba cái yếu tố đó nó mới trở thành hoàn chỉnh của các con rồng. Thứ nhất là trang đổi thiết bị, kỹ thuật. Cái thứ hai là văn hóa. Và cái thứ ba là chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Thế thì trong cái quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chúng ta vướng một vấn đề rất lớn về quan điểm. Tức là chỉ coi kinh tế nhà nước là chủ đạo. Mà quên mất một cái phần rất lớn là lực lượng chủ đạo lấy lại chính là kinh tế tư nhân. Mà cái quan điểm về kinh tế tư nhân cách đây mấy buổi của chúng ta, tôi được biết là tranh cãi nảy lửa giữa bốn chuyên gia của cả Quốc hội, của cả ngân hàng, của cả anh Viện Kinh tế Trần Đình Thiên và của cả doanh nhân. Tôi cho rằng buổi ấy rất bổ ích và gợi cho tôi rất nhiều vấn đề. Đặc biệt là tại sao cho đến bây giờ 30 năm đổi mới chúng ta mới thừa nhận kinh tế tư nhân là có là lực lượng động lực, một động lực là một động lực thôi chứ chưa phải là nòng cốt. Trong đó nghị quyết của Đảng vẫn là gì, kinh tế nhà nước vẫn là chủ đạo. Chỗ này chính là cái chỗ mà chúng ta chưa rõ ràng và rành mạch lắm. Riêng về kinh tế tư nhân, tôi có một lần trao đổi với một số cơ quan, kể cả văn phòng Trung ương Đảng, ban tuyên giáo, và thông tin chính thức cho thấy như thế này. Hóa ra kinh tế tư nhân là động lực phát triển không phải chỉ riêng của nền kinh tế của một vài nước mà là của toàn thế giới. Lấy đơn giản nhất là gì, giữa Cuba và nước xã hội chủ nghĩa và một cái thành phố bên cạnh đấy là New York. New York có 8 triệu dân nhưng GDP của nó là 1.000 tỷ. Trong đó Cuba 11 triệu dân, GDP có 70 tỷ, rất khiêm tốn. Cái nguyên nhân ở đâu ra? Chính là 100% kinh tế Cuba là kinh tế nhà nước, còn của New York 100% là kinh tế tư nhân. Vai trò kinh tế tư nhân rất quan trọng. Cái buổi trước đây rất tiếc rằng hơi ngắn thời gian. Nên tôi xin được tiếp lời của các doanh nhân và xã hội cũng đang muốn, vì doanh nhân chính là trụ cột của các nền kinh tế. Tư nhân thì rất may nghị quyết Trung ương 5 của chúng ta gần đây đã ban hành, nhưng từ nghị quyết cho đến quá trình hiện thực tôi nghĩ rằng cũng còn nhiều vấn đề lắm. Chính sách đặc biệt là hệ thống luật pháp của chúng ta, cái rào cản thứ ba nữa là luật pháp, sẽ có dịp cùng chia sẻ với các đồng nghiệp. Ông Hải đã nhắc tới hai chương trình đối thoại đặc biệt Tết âm lịch, đúng không ạ? Vâng. Chúng tôi cũng có mời 5 chuyên gia lên đây và cũng bàn luận rất là sôi nổi, và chúng tôi dành 2 số để có thể nói về chuyện đó. Tất nhiên nữa. Vẫn chưa thể đủ được. Đấy là lý do tại sao chúng ta ngồi ngày hôm nay để tiếp tục bàn về câu chuyện đó. Các khách mời khác chắc là còn muốn chia sẻ rất nhiều, đúng không ạ? Ông sao nghĩ nào? Cái câu trước hết là cái câu của chị Hà về cái chuyện là giáo dục và phần phát triển tiếng Anh ấy. Thì tôi cũng thưa thật là thế này. Năm 2009 tôi cũng may mắn là được trợ lý của Chủ tịch nước anh Nguyễn Văn Chiết động viên Nguyễn Minh Chiết động viên tôi là anh nếu nói nghe hay thì anh trình cho tôi một cái đề án. Và tôi đã trình cái đề án là công nhận tiếng Anh là tiếng hành chính trong khi tiếng Việt vẫn là quốc ngữ. Và phổ cập giáo dục đại học bằng tiếng Anh đến tay anh Nguyễn Minh Chiết. Và sau đó thì tôi được biết là không nhờ có tác động đó thì dẫn tới lúc đó là công nhận tiếng Anh là tiếng thứ hai. Nhưng tôi cho rằng là một cái giải pháp nhỏ như thế thôi, hay là chốt như thế thôi, có thể chỉ sau 3 đến 5 năm nữa, thì tất cả công chức đương nhiên sẽ nói tiếng Anh. Và chúng ta, và như vậy thì đã có công chức tiếng Anh thì đương nhiên có cả một cái cộng đồng sử dụng thông tin, truyền thông với độ tin cậy rất là cao và chất lượng rất là cao. Và cái thứ hai là giáo dục đại học bằng tiếng Anh. Thì tôi cho đến đặt một cái mốc, ví dụ như là đến năm 2020 có 3 hay 5 trường là có khoa giáo dục đại học bằng tiếng Anh. Đến năm 2025, nhóm A của giáo dục quốc gia là các trường đều phải có khoa giảng dạy bằng tiếng Anh. Thì việc đó sẽ khó, nhưng mà nếu không có cái mốc thì không làm được. Đây là một ví dụ. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai về cái tư nhân thì thưa các chị, tôi cho rằng là thực ra mà nói thì nhiều nước đang phát triển đứng đầu thế giới thì họ thường xuyên họ không phân biệt giữa kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước.
Nhưng có điều là nhìn lại thực tiễn thì kinh tế tư nhân luôn luôn là động lực chủ đạo, động lực bao trùm cho sự phát triển của họ. Và hiện nay chúng ta có một điểm hơi bị hạn chế khiếm khuyết là công nhận kinh tế tư nhân mới là một trong các động lực. Và cái thứ hai là trong khi công nhận cái đó thì các hộ gia đình và nông dân dường như bị cảm giác là mình bị bỏ qua ra bên ngoài. Thế cho nên là việc nghiên cứu xây dựng chính sách về cơ cấu lại, chúng ta cần đặt lại cái cân bằng này và xử lý. Trong cuộc tọa đàm này thì không thể trả lời chi tiết được. Và nếu được phép tham gia tọa đàm vào chi tiết vào lúc khác trong cái cơ luận kinh tế thì tôi sẽ có quan điểm riêng. Nhưng theo tôi, kinh tế tư nhân dù công nhận hay không công nhận thì họ đang nhận một sứ mệnh và đang thực hiện tốt hơn những gì nửa năm trước, một năm trước chúng ta trông đợi. Và thời gian tới, tính chủ động, tính sáng tạo của kinh tế tư nhân sẽ khá cao. Nhưng phải nói thực, phải xuất phát từ cái văn hóa nền tảng là tính dân chủ. Rất đơn giản là người dân và doanh nghiệp nhận thức được cái quyền của mình, dám bộc lộ cái quyền của mình, dám đối chất trở lại với những vấn đề phát sinh trong thực tiễn và tự mình điều chỉnh lại các hành vi của mình. Do vậy cái tương tác, mối quan hệ tương tác đó sẽ giúp cho kinh tế tư nhân chúng ta phát triển tốt hơn trong những năm tới. Nhân việc chị Hà nói về cái giáo dục và anh Giám cũng là nói rất nhiều về giáo dục, tôi xin mạn phép là được chen ngang một tí. Vì vốn là một anh giáo dạy ở trường đại học Y. Tôi dạy trường đại học Y 20 năm. Thế và khi dạy ở trường đại học Y thì các thầy nói với tôi rằng là chúng ta nên nhớ rằng học đại học là khác xa lắm so với học ở trường phổ thông. Nhưng mà rất tiếc là học đại học ở bây giờ của chúng ta nó như là phổ thông cấp 4. Bởi vì sao? Học đại học phổ thông là học theo kiểu là trí nhớ, theo kiểu cấp số cộng của kiến thức. Còn học đại học phổ thông, còn học đại học là gì? Là học theo phương thức của thông minh, học theo cấp số nhân, thậm chí kiến thức là lũy thừa. Học để mà không phải để nhớ, mà học để hiểu và để thực hành. Và lúc đó giáo sư, người ký bằng cho tôi, giáo sư Hồ Đắc Di có nói một câu như này: các anh nên nhớ rằng thế giới đang sợ ba quả bom. Quả bom thứ nhất là quả bom nguyên tử, bom H, bom A. Bom thứ hai là bom dân số. Lúc đó 1% tăng dân số thì phải đòi hỏi 4% tăng GDP. Và quả bom thứ tư là gì? Là quả bom thông tin. Đấy là quả bom sẽ làm cho các xã hội lớn lên hay lụn bại, là ở cái quả bom thứ ba này đấy. Thế thì bây giờ chúng ta giáo dục thì tôi cho rằng là một trong những cái vấn đề rất lớn là cái phương pháp dạy học ở trường đại học. Tôi có một vài anh bạn dạy kể cả ở cả trường đảng, kể cả một trường đại học, đều đi đến một nhất trí là gì? Hiện nay chúng ta sai lầm rất lớn trong hệ thống giáo dục đại học của chúng ta là dạy theo kiểu chay, thầy nói và học trò ngồi ghi chép, không khác gì phổ thông cấp 4. Đặc biệt là lẫn lộn giữa môn này, những cái môn về triết học và chính trị học. Tôi vẫn là dạy cả triết học thì người ta đồng nhất triết học với chính trị học, hai môn này đối tượng khác hẳn nhau nhưng mà coi đồng nhất, cho nên rằng đã mất đi hẳn một khoa học, tức là triết học. Mà thậm chí dạy triết học lại cũng như là một kiểu là ABC để học sinh ngồi chép, hoàn toàn là những cái khái niệm trừu tượng rất phức tạp. Mà đại học mà như thế thì hơn gì cấp 4 đâu, hơn gì cấp 3 đâu. Có 3 điểm này tôi xin được chia sẻ. Điểm thứ nhất nói về giáo dục ấy, thực trạng nhức nhối thì có rất là nhiều. Và nếu mà nói về giải pháp thì tôi nghĩ là nếu chừng nào mà chúng ta không có những cái biện pháp cải cách sâu rộng để làm sao nâng cao chất lượng của người giảng dạy ấy, thì chừng đó có lẽ là mọi các cái bàn bạc đều không có nghĩa lý. Tại sao? Bởi vì là thời buổi này có lẽ là tôi rất rất ủng hộ cái việc là thậm chí từ cấp 1 trở đi có lẽ các em cũng khó mà có thể có sách giáo khoa. Tại sao ạ? Chúng ta đang sống trong thế giới của sự thay đổi. Thế và nếu mà chúng ta mà bản thân cái người thầy ấy đứng lớp ấy đòi hỏi là phải có kiến thức, có chuyên môn và luôn luôn phải đổi mới cái tư liệu giảng dạy của mình. Người thầy, người cô ở trên lớp còn phải thực sự nếu mà đúng ra ấy, với xã hội bây giờ còn phải là thông thạo ngoại ngữ. Nhưng bao nhiêu phần trăm giáo viên có thể đứng lớp và giảng dạy bằng tiếng Anh? Cho nên có lẽ là chừng nào không có một cái sự đầu tư cực kỳ thích đáng cho đội ngũ giảng dạy thì chừng đó là vấn đề giáo dục sẽ còn rất là khó khăn. Cái điểm thứ hai là về vấn đề kinh tế tư nhân thì chúng tôi có may mắn là được tham gia rất nhiều các thương vụ mua bán sáp nhập. Khách hàng của chúng tôi thì thường chúng tôi hay tư vấn cho bên mua, tức là các cái nhà đầu tư nước ngoài vào và xem xét các công ty Việt Nam và sau đó thì họ bỏ vốn vào đầu tư. Thì một trong những cái vấn đề cực kỳ đau lòng mà chúng tôi vẫn thường nhận ra là doanh nghiệp Việt Nam, các anh chị cực kỳ giỏi, cực kỳ thông minh
và phải nói là đã trải qua rất nhiều các khó khăn để có thể gây dựng nên được cái doanh nghiệp của mình. Nhưng vì do sự tiếp cận, thậm chí đôi khi nó chỉ là những chuyện rất là nhỏ như là cũng không có một cái năng lực ngoại ngữ tốt thôi chẳng hạn, thì doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam hiện tại so với các cái doanh nghiệp ở trong khu vực thôi vẫn còn khá là tụt lùi liên quan đến việc gì ạ? Đến quản trị doanh nghiệp, đến hệ thống tài chính, đến đào tạo và đến nhân lực. Thế thì tất cả những cái mà nó hạn chế như thế nó dẫn đến rằng là cái giá trị doanh nghiệp của mình nhiều khi là nó không được đạt đến cái kỳ vọng. Kỳ vọng. Điểm cuối cùng, điểm thứ ba, thực sự doanh nghiệp nhà nước đã phát huy được đúng tất cả các nguồn lực mà họ đã được dành cho, được ưu ái cho. Vâng. Và họ đã thực sự phát huy là một cái vai trò đầu tàu của nền kinh tế hay là chưa? Ngày hôm qua thì tôi rất là thú vị là tôi có gặp một khách hàng. Khách hàng này thì đến từ một tập đoàn lớn của Trung Quốc. Và tập đoàn đó là tập đoàn sở hữu của nhà nước, tức là gọi là doanh nghiệp nhà nước, rất rất lớn. Và khi mà trao đổi với họ thì họ hiện tại là coi như một tập đoàn đa quốc gia rồi, bởi vì là họ mua rất nhiều các công ty khắp nơi trên thế giới. Và họ có chia sẻ với cả chúng tôi là chúng tôi bị một cái sức ép rất là lớn là phải thay đổi, phải chuyển đổi. Tiếng Anh nó gọi, họ dùng từ là transformation, không phải là cải cách hoặc là cơ cấu nhé, mà là transformation, chuyển đổi. Vì khi chữ chuyển đổi nghĩa là mình hiểu rằng nó phải thay đổi cả chất cả lượng nữa. Và chúng tôi có một cái đề ra là hàng năm ý, cái sự chuyển đổi của chúng tôi tiến bộ đến đâu thì chúng tôi được đánh giá, ví dụ như là từ A đến E. Và nếu như chúng tôi được B hay C hay là D, chúng tôi càng chuyển đổi càng mạnh thì lúc đó chính phủ lại dành nhiều ưu đãi, cả về thuế lẫn cả các ưu đãi không thuế để hỗ trợ chúng tôi. Ví dụ như là khi chúng tôi chuyển đổi mạnh thì lúc đó chính phủ sẽ cho chúng tôi một số các ưu đãi về khoản vay vân vân. Tức là cái việc đó không được đưa cho tất cả các cái bên mà sẽ phải dựa vào cái năng lực, cái sự mong muốn chuyển đổi của bản thân cái doanh nghiệp nhà nước đấy. Vậy thì câu hỏi ở đây, và tôi rất muốn lắng nghe anh Giám và anh Khải, là các anh nghĩ như thế nào về vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong cái kế hoạch để mà đạt được mục tiêu là Việt Nam sẽ trở thành con hổ? Vâng, tôi nghĩ là đó là một câu hỏi rất lớn ạ. Và để trả lời được nó thì chúng tôi đã từng có chương trình đối thoại, thậm chí là 10 số đối thoại để bàn về câu chuyện của doanh nghiệp nhà nước, rồi vai trò của nhà nước, vai trò của doanh nghiệp tư nhân. Thì tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều những hướng tiếp cận khác nhau ạ. Thì chúng ta vẫn tiếp tục về câu chuyện kinh tế tư nhân đấy ạ. Ông Giám nghĩ thế nào với những cái chia sẻ của bà Hà vừa rồi ạ? Câu hỏi của chị Hà thì trước hết tôi nghĩ là có mấy cái ý này, ba ý thôi, nó làm là câu trả lời, vì bản thân trong câu hỏi nó có câu trả lời. Thứ nhất là ở doanh nghiệp nhà nước là mục tiêu, như một đồng sự của tôi trước đây nói, là bảo toàn vốn, không phải làm lãi. Mục tiêu của cán bộ nắm vị trí doanh nghiệp nước là hạ tầng an toàn hoặc là lên chức, chứ không phải là phát triển doanh nghiệp. Và cái ý thứ ba ở đây là tôi cho là giành giật quyền lợi chứ không phải là hoạt động ngang bằng bình đẳng. Cho nên là doanh nghiệp nhà nước không phải ở nước ta mà tất cả các nước về cơ bản và phổ biến là thất bại. Đây là cái điểm thứ nhất mà tôi cho là chúng ta có thể chứng kiến. Bây giờ nhưng mà cũng không phải đòi hỏi là phải ưu tiên tư nhân, mà chỉ cần có một cái môi trường bình đẳng, mọi quyền lợi ngang nhau. Nhưng quan trọng hơn cả là doanh nghiệp, cái đối tượng nhận thức được điều đó và người áp dụng nhận thức được điều đó, để nó không thành cái câu sáo rỗng hay không mất một quá trình 5 năm, 10 năm mới thực hiện được. Tôi cho rằng là cái câu hỏi đúng của chị Hà là cái câu hỏi mà có lẽ phải vài cái tọa đàm nữa với các chuyên gia kinh tế có sâu sắc. Thì dưới góc độ ở một cái điều kiện là có được tiếp cận đến một số những cái vấn đề mà chị Hà hỏi khi ở ban tư vấn của Thủ tướng cách đây 10-15 năm, thì cái việc này cũng đã đặt ra. Khi Thủ tướng Phan Văn Khải thì cũng chuẩn bị về và có những ý kiến đề xuất rằng là đặc biệt là những cái tập đoàn kinh tế lớn đấy, doanh nghiệp nhà nước ở cái tầm tức là quả đấm thép đấy, thì Thủ tướng Phan Văn Khải có ý nói rằng là không nên để Thủ tướng nắm cái này, mà phải cũng không nên để ở từng các bộ, mà phải có một cơ quan chuyên trách và dùng luật để điều khiển nó. Chứ nếu không, theo
cái vết xe đổ của nhiều tập đoàn kinh tế lớn ở các nước, kể cả Hàn Quốc và một số nước, mà các tập đoàn ấy sẽ thao túng chính phủ, thao túng nhà nước rất nguy hiểm, cho nên phải dùng luật để điều khiển nó. Vâng. Thì khi Thủ tướng Phan Văn Khải làm việc, tôi được biết thông tin ấy. Và đặc biệt là đối với các cái loại mà doanh nghiệp nhà nước thì tôi có thấy rằng có hai loại. Một là cái doanh nghiệp FDI, là doanh nghiệp mà đầu tư nước ngoài, họ thuận lợi hơn cái doanh nghiệp ở trong nội quốc của chúng ta, bởi vì rằng là họ có theo cái luật của đầu tư nước ngoài thoáng hơn. Và đấy chính là cái điều mà các doanh nghiệp mà của nhà nước nội địa của chúng ta rất khó làm ăn hơn so với doanh nghiệp FDI, đặc biệt là những vấn đề về hệ thống quản của các bộ chuyên ngành, rất nhiều các cái thủ tục xin cho giấy phép bon. Vâng. Mà cái này thì viện chỗ anh Cung cũng đã có rất nhiều thông tin. Nhưng mà từ cái kinh nghiệm của các cái nước NIC mà tôi thấy rằng là các doanh nghiệp ấy họ tồn tại được bởi hai cái mối quan hệ. Một là họ quan hệ với các cái nước ở thế giới thứ ba để lấy nguyên liệu, lấy nhân công rẻ và coi đấy là thị trường. Nhưng cái mối quan hệ thứ hai họ không bao giờ bỏ được, đấy là mối quan hệ đối với các nước phát triển. Thì ở đấy họ lại không phải là lấy cái nguyên liệu mà vốn, mà là họ lấy gì, là lấy vốn, lấy kỹ thuật và công nghệ. Vâng. Thì đối với doanh nghiệp Việt Nam, nếu như biết cộng hai cái môi trường ấy, một là môi trường của các cái thế giới nước thế giới thứ ba và cái môi trường của cái thế giới phát triển để cộng lại thì mới vâng. có điều kiện để phát triển được. Vậy là chúng ta lại bàn thêm tiếp về câu chuyện của doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp trong nước. Có lẽ là có rất nhiều vấn đề khi mà chúng ta nhắc tới những cái khối như thế này. Tuy nhiên ngày hôm nay thì với chương trình đối thoại thì tôi nghĩ là các khách mời đã tiếp cận ở rất nhiều góc độ khác nhau ạ. Vậy thì chúng ta lại quay về một cái chủ đề trọng tâm của chúng ta về kinh tế tư nhân ạ. Thì rõ ràng là ông Giám ở Diễn đàn Kinh tế Tư nhân là cũng thường xuyên tiếp xúc với chủ đề này, thường xuyên nói. Vậy thì để trước khi kết thúc chương trình, để dành một cái mấu chốt cho cái câu chuyện hóa hổ của chúng ta, cái lực lượng sẽ là giúp chúng ta có thể làm nên cái câu chuyện thần kỳ này về kinh tế tư nhân, để các khách mời có thể có một cái gửi gắm, một cái nhắn nhủ gì đó kết thúc và cho chương trình đối thoại, thì trước là xin mời kiến ông Giám ạ. Tôi cho rằng là một trong những nhân tố để đất nước chúng ta có thêm điều kiện mà sớm thực hiện cái giấc mơ hóa hổ, đó là tạo điều kiện cho sự phát triển của các ngành kinh tế ngang bằng với nhau một cách thật sự, trong đó nâng cao hơn vai trò của cái tư nhân và nâng cao hơn vai trò của các cái hộ gia đình chậm mặt, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, bởi vì chúng ta không thể bỏ qua được cả lĩnh nghiệp và nông nghiệp. Để làm điều đó thì theo tôi là quan điểm là cơ cấu lại nền kinh tế theo một cái khung nó tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn và được điều chỉnh một cách ngang bằng, khuyến khích cái sự chủ động của họ có sáng kiến lập doanh rồi triển khai kinh doanh, chứ không dứt khoát phải cho họ cái này cái kia là nhiều. Mà nói thực bây giờ có cho không cho được, chỉ có một số cơ chế khuyến khích thôi. Thế thì theo tôi là để có thể hóa hổ thì chú trọng hơn nữa là yếu tố chất lượng, như là chúng ta đã bàn. Một là những cái phong tục tập quán, ví dụ như văn hóa kinh doanh, rồi là văn hóa quản lý của hoạt động kinh doanh, thế rồi là đạo đức trong tất cả mọi lĩnh vực xã hội, rồi đạo đức trong giáo dục và giáo dục với cái nền tảng phát triển của xã hội. Yếu tố chất lượng là cần phải được lưu tâm, bởi vì rất có thể là mọi nỗ lực sẽ mất đi nếu chúng ta cứ để giao thông ùn tắc như mấy thành phố lớn, cứ để cho môi trường ô nhiễm, kể cả nước ngầm, cho nên phải chú ý cả những yếu tố chất lượng đó. Tôi hy vọng rằng trong cái kế hoạch mà để có thể chuyển đổi đất nước, biến đất nước thành một con rồng, một con hổ theo tâm nguyện của người dân Việt Nam á, thì cái khu vực kinh tế tư nhân sẽ được đưa vào là một cái vai trò chủ đạo, và không chỉ bằng lời nói mà bằng những hành động thiết thực, bằng sự chỉ đạo rất là sát sao, thể hiện qua việc là đưa ra những cái khung pháp lý rất là rõ ràng, cởi bỏ các cái hành lang hoặc là các cái chi phí để doanh nghiệp có thể gia nhập thị trường, và làm thế nào đó để tạo điều kiện cho các cái doanh nhân Việt Nam có thể tiếp xúc được nhiều nhất, tốt nhất với cả các cái môi trường kinh tế bên ngoài. Vì thật ra bây giờ chúng ta đang ở một cái thế giới rất là mở, và với tất cả những cái việc đó và có một cái sự gọi là cam kết cực kỳ mạnh từ phía chính phủ, thì chúng tôi hy vọng là sẽ có những cái biện pháp cụ thể tích cực. Vâng ạ.
Xin mời ý kiến của ông Khải. Để có một cái lời mang tính chất như là một kiến nghị thì tôi xin phép được thông tin ngắn như thế này. Việt Nam xuất khẩu, muốn xuất khẩu được để có 1.000 đô la, Việt Nam xuất khẩu 2 tấn gạo. Nhưng để có 1.000 đô la, những nước khác bên cạnh chúng ta thôi, người ta chỉ cần một chiếc xe Dream với giá trị là 1.000 đô la. Nhưng ở các nước phát triển tốt hơn, họ chỉ cần một con chip với trọng lượng vài ba chục gram. Ở đây nói lên vấn đề là gì? Muốn trở thành rồng thành hổ thì sản phẩm ấy phải là sản phẩm có chất xám trí tuệ. Và đấy chính là chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của thế giới 4.0. Việt Nam nếu như không làm được đó, trước 4.0 chúng ta mơ mơ màng màng, khó trở thành hổ, khó trở thành rồng lắm. Vâng. Nên kiến nghị cái này ở tầm vĩ mô phải nhận thức được, và tầm vi mô cũng nên hiểu biết để có thể có những sản phẩm mang tầm trí tuệ. Vâng. Chứ không phải chỉ xuất nguyên liệu, không phải chỉ là xuất hàng nông sản thô. Vâng. Cho tôi một câu tiếp ý anh Khải là cũng thưa với các anh chị là Diễn đàn Kinh tế Tư nhân đang phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ. Và chúng tôi phối hợp trên tinh thần là chúng ta đã làm tốt hay xấu thì chúng ta sẽ đánh giá sau cái chuyện là phát triển công nghệ. Nhưng chúng tôi chú trọng cái khâu là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mua bán công nghệ và hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là của doanh nghiệp tư nhân tiếp cận, mua bán, áp dụng và xử lý những vấn đề phát sinh về mặt công nghệ, mà trước hết là công nghệ của nước ngoài. Vâng ạ. Thưa các khách mời, ngay trong số đối thoại trước, chúng tôi cũng đã mời nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, chủ tịch Hội Tự động hóa, và cũng đã có rất nhiều bàn luận liên quan đến câu chuyện công nghệ, liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Và chúng tôi đó cũng là một cái điểm rất là khác biệt của số đối thoại trước với số đối thoại này ạ. Số đối thoại trước là các khách mời tập trung vào hai lĩnh vực ạ, hai sự thay đổi, đó là thể chế và công nghệ. Thì ngày hôm nay chúng ta tập trung vào ba điểm mấu chốt khác, đó là về giáo dục, chúng ta tập trung về kinh tế tư nhân và chúng ta tập trung về cơ sở hạ tầng. Tôi nghĩ đó cũng là những điểm rất là quan trọng trong cái câu chuyện là hóa hổ hay hóa rồng của chúng ta. Thì rõ ràng là mỗi số đối thoại có những góc tiếp cận khác nhau từ khách mời. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi rất là mong muốn là được lắng nghe ý kiến từ nhiều vị trí khác nhau ạ. Thì ngày hôm nay chúng tôi mong muốn là với những cái gợi mở tiếp tục của các khách mời, chúng tôi sẽ có cơ sở để lại phân tích sâu kỹ hơn về từng cái nội dung mà chúng ta trao đổi. Ngày hôm nay giáo dục cũng là một câu chuyện rất là nóng mà chúng ta cần phải trao đổi rất là nhiều. Rồi cơ sở hạ tầng đó cũng là một đề tài sắp tới chương trình đối thoại cũng chuẩn bị mổ xẻ về câu chuyện là đường bộ, đường sắt, đường cao tốc trên cao, đường cao tốc Bắc Nam, đúng không ạ? Đó cũng là những cái nội dung rất là nóng hiện nay, và chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã gợi mở chúng tôi thêm những cái về đề tài tiếp theo của đối thoại nữa, những góc tiếp cận mới rất là quan trọng. Chúng tôi xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia và đồng hành cùng chương trình đối thoại ở nhiều đề tài tiếp theo nữa. Xin cảm ơn ba vị khách mời ạ. Cảm ơn ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.